động lực ra nhiều video tiếp theo cho quý vị khán giả mình cùng xem nha cả nhà. Quá đông luôn nha cả nhà ơi. Anh Minh Dương thiệt chút luôn mà anh Minh kỹ toán muốn vậy cứ đem đi. Đông quá cả nhà ơi, vui quá cả nhà. Cả nhà xem video nhớ cho Út xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ nha, để Út có nhiều động lực ra nhiều video tiếp theo nữa nha cả nhà. Quá đông luôn nha cả nhà. Người ta để đón chạm là bỏ đất cho người ta cho bỏ hắn rồi đi rồi kia ăn một cái ta không nhà buồn bằng xây kia xa là còn nhiều người từ từ mà được sang bao nhiêu từ từ mà xem video nhớ cho Út xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nha cả nhà. Thank you.
sôm 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 Chùa Ba Sát tiến hành vào chùa nha cả nhà. Con bắt con đua. Đây xếp hàng nha cả nhà. Cả nhà đều đã
mà là chơi chơi bò tham tham bông nhưng mà toàn là khách lứa dài dài bò muốn làm bò mút do số đây chơi tạm thì mỗi dài á nuôi cái này ná đặt cái này đúng để cho bọn tôi biết mình nghe xưa à dài dài bò muốn làm bò mút dài dài bò nói cười tạm cái rồi được tạm được rồi thôi hay là mình chưa tôi nhận nhận tiếng đó nhận nhau lắm là tiền cái này nhớ nghe ca chẳng yên ai bỏ lọ kham nó tốt sao bọn tôi xét nghiệm mạnh nó mình chơi bò chơi bò to bò to chơi chơi nhận nhau bên bờ ra sát ai bọn chồng cá hay chơi bọn crew anh đâu còn crew nó đặt nằm nhà ta mò đỡ em ai bọn chồng cá mò đỡ mò mò tốt luôn mò đỡ ô hô đỡ bạn bạn giờ này đó phải tao bạn xong lần mười thích bạn nhiều mò đỡ luôn nhà ở đâu luôn nghe cả nhà chỗ đại thanh nha cả nhà Thank you.
dạ mỏ. Thì mình vô đường kia, bây giờ anh ta cho mình ra đường này nha, tại vì đông quá. Tự nhiên vỏ ẹn
hai cái phao với chân cầu cả vỏ cái phao với vỏ hẹn cái phao cái phao đây cả nhà, chỗ này có đãi nước nè nha cả nhà. Đó. Bên kia có cái đoàn nhạc sống nha. Ồ. Cả nhà thấy mấy cô rất là nhiệt tình nha cả nhà. Đó, đãi rất là nhiệt tình luôn, có nước cho mình uống luôn. Dạ. Cho xin một ly cà phê đá nha. Không uống trà đường, cho cà phê đá lên. Thank you.
nhà.
chào nó đã đặt nó. Dạ. Quá đông cả nhà ơi. Chèn lẫn quá cả nhà ơi, đó vậy đẩy tiền vô trong đó nó nghe cả nhà, trong cái hố này nè mình ước nguyện để kiếp sau nghe cả nhà. Ờ, đây lễ kết sama chùa Sâm Rông ấy, đây là xây dựng chánh điện mới nghe cả nhà, quá trời Phật tử rất là đông, ô kiếm đường vô bỏ tiền vô. Quá trời. Thank you.
một video. Cả nhà xem video đừng quên cho Út xin một like và một đăng ký kênh, một chia sẻ để Út có nhiều động lực ra nhiều video tiếp theo nữa.